Đừng bỏ lỡ bí kíp chăm sóc da dành cho da nhờn khi mùa hè tới. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng càng khiến cho tình trạng tiết bã nhờn và bã dầu của da diễn ra mạnh mẽ hơn, làm khuôn mặt của rất nhiều chị em trông lúc nào cũng bóng loáng, rất khó coi và lại còn dễ nổi mụn. Để giúp da bớt nhờn, được thông thoáng và khỏe mạnh, dễ dàng trang điểm hơn, đồng thời góp phần ngăn ngừa mụn xuất hiện, bạn cần phải quan tâm hơn đến việc chăm sóc da hàng ngày và hàng tuần. Vậy chăm sóc da nhờn vào mùa hè như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng theo các quy trình dưới đây nhé. Vào buổi sáng, vệ sinh răng miệng xong, bạn hãy tiến hành rửa mặt bằng sữa rửa mặt rồi dùng nước hoa hồng nhằm giúp da sạch sẽ, cuốn đi hết tất cả lượng dầu thừa và làm lỗ chân lông thông thoáng. Kế đến, bạn tiến hành thoa kem chống nắng và bắt đầu ở các bước trang điểm nếu có, lúc này da dễ dàng hấp thụ hơn các thành phẩm ở trong mỹ phẩm. Ngoài 2 đến 3 giờ sau khi thoa kem chống nắng, bạn hãy làm sạch da cùng với tẩy trang và thoa lại thêm một lần nữa, có như vậy mới giúp bảo vệ da hiệu quả trước tác hại xấu của mặt trời. Vào buổi tối, bạn cũng hãy dùng nước tẩy trang lau lớp kem chống nắng và phần trang điểm ở trên mặt đi. Tiếp theo là rửa với sữa rửa mặt rồi thoa nước hoa hồng lên để đảm bảo da thực sự sạch. Tuyệt đối tránh dùng sữa rửa mặt không thôi, bởi vì nó chỉ có thể loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn, chứ không thể lấy đi hết lớp kem chống nắng và phấn trang điểm, lâu ngày sẽ tích tụ lại, gây ách tắc lỗ chân lông và dẫn đến nổi mụn, kích thích cho da càng ngày càng nhờn hơn. Cuối cùng, bạn hãy dùng kem dưỡng đêm, dòng sản phẩm giúp da bạn khỏe mạnh và tươi sáng, mịn màng, chống lão hóa và phục hồi những tổn thương sau một ngày dài. Dưỡng da về hàng tuần. Thông thường, hầu hết các làn da nhờn đều có mụn ẩn ở dưới da. Vì vậy, bạn đừng quên lột mụn mỗi tuần một lần để lấy đi nhân mụn, trả lại sự mịn màng cho da. Đồng thời, cứ đều đặn một lần một tuần, bạn cũng hãy thực hiện các việc như tẩy tế bào chết. Điều này có tác dụng khá tích cực với các làn da dầu, góp phần làm tuyến bã nhờn tiết ít hơn và tăng cường hiệu quả của các loại mỹ phẩm. Những lưu ý không thể bỏ qua. Đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, thức uống chứa chất kích thích không những gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mà còn là nguyên nhân hàng đầu làm da đổ dầu mạnh hơn. Do đó, bạn nên hạn chế sử dụng và thay vào một số thực phẩm bổ sung vào bữa ăn hàng ngày như là các loại rau xanh, hoa quả tươi, uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày để giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, làm chậm việc tiết dầu. Đối với kem dưỡng da, bạn cũng cần lưu ý các loại lotion chứa axit salicylic hoặc axit glycolic, caffeine và oil free hoặc có gốc nước water based. Chúng vừa chăm sóc da tốt, vừa đảm bảo da không bị nhờn và bóng. Luôn mang theo hộp giấy thấm dầu ở bên mình, chỉ rửa mặt khoảng 2 lần một ngày và hãy dùng sữa rửa mặt có tính kiềm dầu mạnh, tránh chọn chứa nhiều xà phòng hoặc hạt to bởi sẽ làm cho da nhờn thêm. Sự lựa chọn tốt nhất cho những ai có làn da nhờn đó chính là mặt nạ chứa sét hoặc axit salicylic. Đây là các thành phần có thể tạm thời giảm sự tiết dầu ở trên da. Chúc các bạn thành công nhé!